Chào anh em, hôm nay mình lại ra video mới để giới thiệu cho em cái đồ mới nhất hiện nay dành cho môn đánh sau đĩa bịp. Hôm nay giới thiệu cho em một sản phẩm, đó là máy nhận diện quân vị S68 này. Với cái máy nhận diện quân vị S68 này, anh em cho tôi một điều cực kỳ quan trọng nha. Anh em đi chơi, không cần mang bát đĩa quân cán đi, anh em mới có thể bịp được người ta. Ngày xưa, anh em muốn bịp người ta, tất nhiên anh em phải luồn bát, hoặc luồn đĩa, hoặc luồn quân. Nhưng bây giờ thầy đuổi 4.0 rồi, anh em đi chơi chỉ cần cầm cho tôi đúng một cái máy duy nhất, đó là cái máy nhận diện quân vị S68 này đi thôi, là anh em vào sòng và sới, là anh em làm chủ chơi, không cần mang bát đĩa quân cán đi, anh em cũng có thể bị người ta. Anh em nhá, anh em như thế này, cái máy nhận diện quân vị này bởi tôi sẽ hướng dẫn cách sử dụng nó như nào. Ví dụ anh em biết địa phương anh em chơi quân gì, thằng nào ngoài villa, quân bài, quân tú, quân đóm đều hết. Anh em biết chỗ chơi anh em chơi quân gì, anh em sẽ nhận diện trước ở nhà đi. Ví dụ chơi quân tú, tôi sẽ mua một cỡ bài giống ở trong sới chơi và tôi sẽ nhận diện ở nhà đi. Hoặc thăng long cũng như thế anh em nhá, quân và bát đĩa hoàn toàn là xe chín, anh em cứ nhận diện trước ở nhà đi. Và anh em đúc cho tôi cái máy này vào người là anh em làm chủ chơi. Anh em lưu nhá, cái máy này dùng hoàn toàn bằng sạc điện. Sạc điện thì anh em biết rồi, chơi ít nhất 15-16 ngày nó mới hết được pin, anh em mới sạc 3-4 tiếng, anh em chơi thoải mái, chơi lửa tháng cũng không nói hết pin anh em nhá. Sau tôi không nói nhiều nữa, tôi sẽ vào hướng dẫn cách sử dụng và test thử luôn anh em. Bát đĩa và quân cán hoàn là dây chín rồi. Bây giờ test thử bát đĩa này, tôi test thử như này, nhưng cuối cái video này tôi vẫn đập bát và đập đĩa và xé quân cho anh em 100% là dây chín, tôi kiểm chứng luôn cho anh em nhá. Sau tôi không nói nhiều nữa, tôi sẽ test thử luôn cho anh em và hướng dẫn. Ví dụ địa phương tôi chơi tú đi anh em nhá, tôi sẽ lấy ngẫu nhiên một quân bài, quân này là quân của sới, tôi biết là sới nó chơi quân bài rồi, tôi sẽ mua một cỡ bài ở ngoài hàng tạp hóa về để tôi cho máy nhận diện. Bởi vì nhà mình đã lập trình được tất cả các màu quân, nó chỉ cần nhận diện được màu quân là vào sòng và sới là nó chiến thắng, cứ khoảng cách 3 mét hết về nó sẽ nhận diện được anh em nha. Anh em đi chơi ở nhà, anh em bật sắt đi, bật lên nó sẽ tín hiệu và tôi sẽ nhận diện được màu quân nhá. Ví dụ thằng nào hay villa cũng như thế, anh em nhận diện trước ở nhà đi và anh em vào sòng và sới là anh em làm chủ chơi, quân cán và bát đĩa hoàn toàn là xanh chín rồi anh em nhá. Anh em mua hàng, anh em cầm quân cán bát đĩa đến cửa hàng trực tiếp anh em nhá, kiểm chứng luôn cho tôi 100% là xanh chín anh em nhá. Lá bài này nó đã hết tác dụng rồi bởi vì nó đã nhận diện ở nhà anh em nhá. Bây giờ tôi quay video ạ, tôi sẽ để ra cái bát này để cho anh em nhìn vào cái đèn với cái độ nháy nó như nào. Còn đâu tí nó đúc mọi người chỉ mình tôi biết thôi anh em nhá. Tứ tử nó không thu được màu nào, tất nhiên mé nó không dùng, nó ba đen hay ba trắng, nó thiếu một màu nó sẽ dùng một cái và nó sẽ nháy đèn một cái anh em nhá. Sấp hai nó thiếu hai màu, nó sẽ dùng hai cái. Ba đen hay ba trắng đều như thế, thiếu một màu nó sẽ dùng một cái. Tứ tử không có màu nào nó sẽ không dùng anh em nhá, bởi vì nó không thu được màu nào anh em nhá. Bây giờ tôi kiểm chứng, tôi sóc thử cho anh em nhá. Tứ trắng sóc rồi, nháy hai đèn và rung hai cái, tất nhiên trong bát trong đĩa sấp hai rồi, đánh cả 1 tỷ và sấp hai mở này, không bao giờ có chuyện sai, chồng quân hay chồng vị máy đều nhận dạng diện được hết anh em nhá. Tiếp này, nháy một cái và rung một cái, trong bát trong đĩa tất nhiên lẻ rồi, đánh 1 tỷ và lẻ mở này, ai đắt tiếng lẻ chỉ có ra đây mà thôi, mở này không bao giờ sai. Ba đèn này anh em này, qua 2-3 tiếng bạc tôi để ra cái bát rung để cho anh em cảm nhận thôi, bởi tôi sẽ đúc vào người rung chỉ mình mới biết được, người cạnh không thể biết được anh em nhá. Anh em đứng ở trên có thể chơi được, cứ khoảng cách 3 mét nó nhận diện hết các màu con mình anh em nhá. Máy báo rung một rồi, trong bát trong đĩa tất nhiên là lẻ rồi, đánh 1 tỷ và lẻ này, bán lẻ ai đấy tính lẻ chữ ra đi mà thôi, mở này không mà sai. Ba trắng anh em này, tiếp này, anh em nhìn nha, quân nặng được, bát đĩa nặng được anh em nha, bát đĩa và quân cán hoàn toàn xanh chín rồi, máy không rung, nó không thu được màu nào, tất nhiên nó là tứ tử rồi, đánh 200 triệu vào Senko cho tôi, đánh sập luôn cả bảng vị anh em nha, mở này không mà sai, tứ tử đen này anh em này, tiếp này, đồ đạc rất chuẩn chỉ anh em nhá. Tôi khẳng định luôn, cái hàng này hàng nhập, vừa nhập từ Macau về anh em nhá, chỉ nhà tôi có rồi anh em nhá. Máy báo rung một rồi, trong bát trong đĩa tất nhiên là lẻ rồi, đánh cả 1 tỷ và lẻ này, mở này không bạ sai. Ba trắng này, chồng quân hay chồng vị máy đều đưa ra kết quả anh em nhá. Kỷ niệm cho anh em một tiếng bạc nữa này, anh em nào có nhu cầu alo trực tiếp cho mình chia số điện thoại trên màn hình anh em nhá. Kỷ niệm cho anh em một tiếng bạc nữa này, máy báo rung một rồi,
trong bát trong đĩa tất nhiên là lẻ rồi, đánh cả 1 tỷ vào lẻ này, mở này. Ba đèn này anh em này, anh em biết cái hiệu quả của cái máy nhận diện quân vị này như nào chưa anh em nhá? Anh em đi chơi chỉ cần mang cho tôi cái máy nhận diện này thôi là anh em làm chủ chơi, bát đĩa và quân cán hoàn là danh chí rồi. Bây giờ tôi sẽ để tay bát để tôi nhận lập tiếp để cho thiếu mặt vị, để cho anh em dùng và anh em cảm nhận thế nào. Sâm hai nó thiếu hai mặt, nó sẽ dùng hai cái này anh em này. Anh em biết hiệu quả như nào chưa? Tứ tử nó không có màu nào, nó sẽ không dùng anh em nhá. Anh em nào có nhu cầu mua hàng alo trực tiếp cho mình trên số lạ trên màn hình anh em nhá. Nhà mình có hai cơ sở, bến xe Mỹ Đình hoặc bến xe Giáp Bát. Anh em cầm bát đĩa cuốn cán đến thử hàng trực tiếp anh em nhá. Bởi tôi sẽ tắt máy đi và tôi sẽ đập bát và đập đĩa và xé quân cho anh em để cho anh em kiểm chứng cho anh em 100% là sai chín anh em nhá. Xong anh em lại bảo tôi giàn dựng video anh em nhá. Bởi tôi sẽ đập bát cho anh em và đập đĩa cho anh em kiểm chứng cho anh em 100% là sai chín anh em nhá. Tôi đập đĩa cho anh em 100% là sai chín anh em nhá. Cảm ơn anh xem clip. Chào anh em, hôm nay mình lại ra video mới để giới thiệu cho em cái đồ mới nhất hiện nay dành cho môn đánh xong đi bị. Hôm nay giới thiệu cho em một sản phẩm, đó là máy thua quân vị A1. Với cái máy thua quân vị A1 này, anh em vào những sòng cái sới muốn bịp người ta không cần mang bát đĩa quân cán đi, anh em cũng có thể làm chủ chơi anh em nhá. Anh em vào sòng và sới chỉ cần cho tôi cái máy thua quân vị A1 này thôi là anh em làm chủ chơi. Bởi vì nhà mình đã lập trình được những cái tiếng nhảy của các bộ quân anh em nhá. Thăng Long hay Villa, quân bài, quân tú, quân đóm đều hết, quân và bát đĩa hoàn toàn là sai chín rồi anh em nhá. Cứ gần cái sóc lên những cái tiếng quân nhẹ ở trong bát trong đĩa nó sẽ có những tiếng động anh em nhá. Anh em cảm tưởng nó giống nhau nhưng cái tai của người nghe không bao giờ cảm tưởng được, bởi vì chỉ có máy cảm nhận được anh em nhá. Nguyên lý hoạt động nó cực kỳ đơn giản, với mặt nhẹ nó sẽ rơi xuống, tất nhiên nó là lẻ, máy tự khắc dùng một cái, và mặt chắc nó sẽ dùng hai cái anh em nhìn nhá. Cứ khoảng cách từ 2 mét hất về nó sẽ thu âm được tất cả những tiếng quân nhẹ anh em nhá. Trong sòng trong sới kiểu gì có tiếng người nói hay những cái tiếng động lạ, nhưng máy nó chỉ thu âm được tất cả những tiếng quân thôi, bởi vì nhà mình đã lập trình được rồi. Còn những tiếng động khác nó không bao giờ thu âm được cả anh em nhá. Sau tôi không nói nhiều nữa, tôi sẽ vào thực tế luôn anh em ạ. Đây là bộ bát đĩa xanh chín, tôi thử luôn anh em nhá, anh em nhá. Bây giờ kiểm chứng luôn cho anh em này. Anh em đi về tôi kiểm chứng như này, nhưng cuối video này tôi vẫn đập bát và đập đĩa và xé quân cho anh em, kiểm chứng cho anh em 100% là sai chín. Anh em đi mua hàng, anh em mang bát đĩa quân cán đi thử hàng trực tiếp anh em nhá. Hoặc là anh em alo trực tiếp cho mình trên số điện thoại trên màn hình để mình tư vấn cụ thể hơn anh em ạ. Bây giờ anh em đi chơi, anh em sẽ khởi động nguồn lên. Khởi động nguồn lên thì nó sẽ lên những cái đèn này để nó cảm nhận được những cái tiếng quân nhảy anh em nhá. Bây giờ tôi quay clip ạ, thì tôi sẽ để ra cái bát này để cho anh em nhìn vào cái đèn và cái độ rung nó như nào. Còn nếu tí nó đúc ông người cũng khoảng cách 2 mét hất về đúc ở đâu nó sẽ cuồng được tất cả anh em nhá. Hất về mặt như nào chắc nó sẽ dùng hai cái, mà lẻ nó sẽ dùng một cái. Bởi tôi sóc luôn cho anh em, tôi đánh thử luôn anh em. Xong rồi có những tiếng quân đang nhảy anh em, đặt xuống là thu âm tận nghe anh em nhá. Máy báo rung một và đèn rung một rồi, trong bát trong đĩa tất nhiên là lẻ rồi, đánh cả các loại lẻ luôn. Mở này không mở sai ba đèn này anh em này, trong quân hay trong vị máy đều đưa ra kết quả anh em nhá. Tiếp này có những tiếng quân nhảy đặt xuống là thu rồi anh em nhá. Đèn nó nháy hai cái rồi, trong ba trong nghĩa tất nhiên là chắc rồi, đánh cả Hà Nội chắc luôn. Mở này không bao giờ có chuyện xài anh em nhá. Tiếp này quân lạc được, bát đĩa lạc được anh em nhá. Tôi khẳng định luôn cái đồ độc quyền rồi. Máy báo rung một rồi và nháy một cái rồi, trong ba trong nghĩa tất nhiên là lẻ rồi, đánh cả 1 tỷ và lẻ này. Mở này không bao giờ xài, trong quân hay trong vị máy đều đưa ra kết quả nha anh em nhá. Qua ngoài tiếng bạc tôi để ra cái bát để cho anh em nhìn được cái đèn và cái độ rung nó như nào. Bây giờ sẽ đúc luôn vào người để kiểm chứng luôn anh em, rung chỉ mình biết thôi, người cạnh không thể biết được anh em nhá. Tôi đúc luôn người tôi đi kỷ niệm cho em vài ba tiếng bạc. Anh em nhanh tay alo trực tiếp cho mình để mình tư vấn cụ thể hơn anh em nhá. Máy báo rung hai rồi, trong bát trong đĩa tất nhiên chắn rồi, đánh cả 1 tỷ và chắn thôi. Mở này ai đã để ra đây của tôi, mở không mở sai, trong quân hay trong vị máy đều đưa ra kết quả anh em nha. Tiếp này đây những cái quân nó nhảy lên này anh em cảm thấy rất giống nhau, nhìn máy nó sẽ nhận ra anh em nha. Người thì làm sao nhận ra đúng không anh em? Máy vẫn báo rung hai rồi, trong ba trong đĩa tất nhiên chắc rồi, đánh cả cá nội chắc luôn. Mở này không bẩn chuyện xài anh em nha. Kỷ niệm cho em 1 tiếng bạc đây này,
bạc đi rồi, máy báo rung một rồi, trong bát trong đĩa tất nhiên là lẻ rồi, đánh cả Hà Nội lẻ luôn. Mở này, ba đây này anh em này, qua vài tiếng bạc ạ, anh em biết cái độ chuẩn xác của cái máy thu âm quân vị A1 này như nào rồi anh em nhá. Anh em đi chơi chỉ cần cầm cho tôi cái máy này thôi, và bát đĩa quân quán hoàn toàn là xanh chín rồi. Bây giờ tôi sẽ để ra bát để tôi lập tiếp để cho anh em cảm nhận được cái đèn và cái độ nháy của nó như nào anh em nhá. Anh em nhìn thấy không? Hai rung và hai nháy anh em nhá. Anh em nào có nhu cầu mua hàng ạ, xin liên hệ số điện thoại trên màn hình anh em nhá. Anh em đi chơi chỉ cần cầm cho tôi đúng duy nhất đó là cái máy này thôi, cái máy thu âm quân vị A1 thôi, bát đĩa quân cán hoàn là xanh chín rồi. Bây cuối video rồi, tôi sẽ đập bát và đập đĩa và xé quân cho anh em nha, kiểm chứng luôn cho anh em 100% là xanh chín anh em nhá. Anh em nào có nhu cầu mang hẳn bát đĩa quân cán đến cửa hàng trực tiếp anh em nhá, tôi khẳng định luôn cái nhà này chỉ nhà tôi có thôi, cái đồ này anh em ạ, tôi đập bát và đập đĩa và xé quân luôn anh em. Anh em này 100% là xanh chín luôn, bát luôn anh em. Anh em này, anh em nào có nhu cầu mua hàng xin liên hệ số điện thoại trên màn hình. Nhà mình có hai cơ sở, bến xe Mỹ Đình hoặc bến xe Gia Bắc. Anh em nào gần đâu đến nhà cửa hàng trực tiếp đúng như video đấy. Cảm ơn xem clip. Chào anh em, hôm nay mình lại ra video mới để giới thiệu cho em cái đồ mới nhất hiện nay dành cho môn đánh sóc đĩa bìm. Hôm nay giới thiệu cho em một sản phẩm đó là máy thu âm quân vị anh em nha. Với cái máy thu âm quân vị này tôi khẳng định luôn, cái đồ này đồ mới nhất hiện nay rồi, chỉ nhà tôi có độc quyền anh em nha. Anh em lưu cho tôi một điều cực kỳ quan trọng nha. Anh em đi chơi quân bịp người ta, anh em cho tôi một điều cực kỳ quan trọng. Anh em đi chơi chỉ cần cầm cho tôi cái máy thu âm quân vị này thôi, không cần mang bát đĩa quân cán đi anh em nha. Bát đĩa và quân cán hoàn toàn là xanh chín anh em nha. Anh em đi chơi chỉ cần cầm cho tôi cái máy này và khởi động lên, anh em lưu cho tôi một điều cực kỳ quan trọng nha. Tôi sẽ hướng dẫn cách sử dụng nó như nào. Gần cái sóc xong ạ, mặt chẵn hoặc mặt lẻ, lẻ tức khắc dùng cái, chẵn dùng hai cái. Tại sao như thế? Bởi vì cái sóc xong kiểu gì quân nó sẽ lẻ này chưa? Về mặt lẻ tức khắc quân nó sẽ chìm xuống, tức khắc máy này nó sẽ nhận được tiếng âm của cái bộ vị đó. Tự nhiên lẻ nó sẽ dùng một cái, mặt chẵn nó sẽ dùng hai cái. Em cho tôi điều cực kỳ quan trọng nha. Ai làm cái, ai sóc cái được. Cứ khoảng cách ngồi từ 2 mét hết về là được. Cứ gần cái sóc xong tự khắc nó sẽ thu âm quân vị nha anh em nha. Tôi khẳng định luôn cái đồ chuẩn xác 100% nha anh em nha. Bát đĩa và quân cán hoàn toàn là xanh chín. Sau tôi không nói nhiều nữa, tôi sẽ vào thực tế luôn để hướng dẫn cách sử dụng nó như nào, xem có hiệu quả như nào không anh em nha. Cái đồ này đồ từ Macau về vừa cập bến thôi anh em ạ. Anh em hãy nhanh tay alo trực tiếp cho mình trên số điện thoại trên màn hình anh em nha, để tư vấn cụ thể hơn anh em nha. Bây giờ tôi sẽ vào test thử luôn, bát đĩa hoàn toàn là xanh chín anh em nha. Bát hoàn toàn là xanh chín anh em này, đĩa hoàn toàn là xanh chín anh em nha. Tôi khẳng định luôn với cái đồ này anh em chơi không cần mang bát đĩa quân cán đi anh em nha. Anh em đến mua hàng trực tiếp anh em có thể mang bát đĩa quân cán đến thử hàng trực tiếp anh em nha. Sau tôi vào thực tế luôn, anh em đi chơi chỉ cần bật cho tôi khởi động máy lên, khởi động máy lên tự nhiên những con chip này nó sẽ khởi động máy này anh em này, nó sẽ lên đèn anh em nha. Anh em ạ, anh em nhìn nha, cứ gần cái xong một hai cái anh em bình tĩnh ạ, đánh lẻ nó sẽ dùng một cái và chắc lại dùng hai cái, anh em cho tôi một điều cực kỳ quan trọng anh em nha. Bây giờ tôi không nói nhiều nữa, tôi đánh thử luôn anh em này. Tôi quay clip ạ, thì tôi sẽ để ra cái đĩa này để cho anh em nghe và cảm nhận cùng tôi. Còn lâu tí tôi bước vào người chỉ có mình tôi biết thôi anh em nha. Anh em nhìn nha, cái đèn này cứ gần nháy một cái nó là lẻ, mà nháy hai cái là chắn. Anh em nha, tôi lật mặt vị này. Anh em nhìn thấy hai nháy chưa? Dung chỉ mình biết được, người cạnh cũng thể biết được anh em nha. Sau tôi không nói nhiều, tôi vào thực tế tôi sóc thử luôn anh em nha. Đèn báo hai cái, anh em nhìn rất rõ nhé, đèn hai ba cái, dung chỉ mình biết, người cũng cái bên. Tất nhiên là chắc rồi, dung hai cái là chắc rồi, đánh một tỷ chắc này, mở này. Không bao giờ sai anh em nha. Tiếp này. Anh em để ngang thì giờ cứ gần cái xong ạ, đặt xuống im quân nó sẽ đo rồi. Bạc cầu rồi, đèn vẫn nháy hai cái, vẫn là dung hai cái anh em nha. Đánh 50 triệu và chắc này, mở này. Không mà sai, chồng quân chồng vị máy đều đưa ra kết quả anh em nha. Tiếp này. Bạc cầu rồi, đèn vẫn nháy hai cái và dung hai cái. Đánh tất và chắc cho tôi, mở này. Tứ tử đây anh em này. Tiếp này. Đổ ra, rất chuẩn chỉ anh em nha. Bạc đi rồi, đèn nháy một cái và rung một cái. Tất nhiên là lẻ rồi, đánh tất tay vào mặt lẻ cho tôi, mở này.
ba trắng anh em này, đồ đạc rất chuẩn chỉ anh em nhá. Sau đây tôi để ra cái bát ạ, cái đĩa để rung để cho anh em cảm nhận cái đèn của nó và cái rung của nó như nào. Bởi vì đúc vào người rung chỉ mình biết thôi, người ngồi cạnh thì thể biết được anh em nhá. Tôi đúc luôn vào người tôi thử cho anh em này. Ba trắng sắp tiếp này, anh em để ngang để dọc đều hết. Rung hai rồi, rung hai trong bát trong nhiên tất nhiên chắc rồi, đánh năm đều chắc để mở này, không bao giờ chuyên sai anh em, nó sắp hai này anh em này. Cứ gần cái lắp xong ạ, đặt xuống ạ, cái quân nó tự nảy, máy nó tự thu âm anh em nha. Đồ này đồ mới ra, đồ đẳng cấp nhất rồi anh em, anh tay alo trực tiếp tư vấn. Máy báo rung một rồi, rung một trong bát trong nhiên tất nhiên là lẻ rồi, đánh 5 năm triệu vào mặt lẻ mở này, không bao giờ sai ba đen này anh em này. Đồ này mới ra anh em, anh tay alo trực tiếp tư vấn anh em nha. Tiếp này, cần cái lắp xong đặt xuống nó thu quân vị rồi. Máy vẫn báo rung một, rung chỉ mình biết thôi, người cạnh có thể biết được. Đánh 1 tỷ và lẻ này, mở này, không mà sai vẫn ba đen lẻ, chồng quân chồng vị, máy đều đưa ra kết quả anh em nhá. Cứ gần cái lắp xong ạ, im quân im mắt, quân nó nhảy xong nó sẽ thu tiếng âm nha anh em nhá. Bạc cầu rồi, máy vẫn báo rung một, đánh 1 tỷ và lẻ này, mở này, không bẩn ở chuyện sai anh em nhá. Qua vài tiếng bạc ạ, anh em biết cái độ chuẩn xác của cái máy thu quân vị như nào rồi anh em nhá. Anh em đi chơi, anh em cho tôi một điều cũng cực kỳ quan trọng nha. Anh em đi chơi chỉ cần cầm cho tôi cái máy thu quét quân vị thôi, bát đĩa và quân cắn hoàn mà là xanh chín. Anh em mua hàng có thể mang bát đĩa quân cắn xanh chín của anh em đến cửa hàng thử hàng trực tiếp anh em nha. Anh em đi chơi chỉ khởi động cái máy này lên, anh em đi nha, cứ gần cái ví dụ lẻ này thì đèn nó sẽ nháy anh em nha, nó rất dễ anh em nha. Đấy nhìn này, nó sẽ rung hai cái anh em nha, lẻ một cái nữa này, nó rung một cái này anh em này, đèn nó sẽ nháy một cái này anh em này. Đồ đặt rất chuẩn chỉ, nó đã thu âm quân vị nha, cần mặt trắng hoặc mặt lẻ thôi nó cứ đặt xuống là ok anh em nha. Anh em nào có nhu cầu mua hàng ạ, xin liên hệ alo trực tiếp số điện thoại trên màn hình anh em nha, để được tư vấn cụ thể hơn anh em ạ. Cái đồ này mới ra anh em nhanh tay alo trực tiếp mình tư vấn. Cảm ơn xem clip. Chào anh em, hôm nay mình lại ra video mới để giới thiệu cho em cái đồ mới nhất hiện nay dành cho bồn đánh sau đêm bịp. Hôm nay giới thiệu cho em một sản phẩm, đó là máy thu âm quân vị V68. Anh em nhá, với cái thu âm quân vị V68 này, anh em đi chơi muốn bịp người ta, không cần mang bát đĩa quân cán đi, anh em có thể bịp được người ta anh em nhá. Anh em lưu ý này, bởi vì cái máy thu âm quân vị này nhà mình đã lập trình được những cái tiếng nhảy của bộ quân anh em nhá. Bộ quân nào cũng được, Thăng Long hay Villa, quân đóm, quân bài đều hết. Bởi vì nhà mình đã lập trình được những cái tiếng nhảy bộ quân anh em nhá. Còn những cái tiếng người nói trong sới bạc nhá, anh em lưu ý này, nó không thể được nhận được nha anh em nhá. Anh em đi về, cứ gần cái sóc lên, những cái bộ vị nó sẽ nhảy anh em nhá. Về lẻ nó sẽ tự khắc rung một cái, mà về chẵn nó rung hai cái. Bởi vì nhà mình đã lập trình được những cái tiếng nhảy trong bát trong đĩa anh em nhá. Anh em đi về, cứ khoảng cách ngồi từ 2 mét hất về là nó thu âm được hết anh em nhá. Anh em đi về, ai làm cái, ai sóc cái đều được hết anh em nhá. Sau tôi không nói nhiều nữa, tôi sẽ hướng dẫn cách sử dụng của nó như thế nào và hiệu quả nó ra sao anh em nhá. Anh em lưu này, đây là bộ bát đĩa xanh chín để tôi thử luôn cho anh em nhá. Bây giờ tôi kiểm tra luôn bát đĩa này. Tôi xoay như này, như cuối cái video này tôi vẫn đập bát và đập đĩa cho anh em nhá, để kiểm chứng cho anh em bát đĩa và quân cán hoàn toàn là xanh chín anh em nhá. Cái máy thu âm quân vị này sạc hoàn toàn bằng điện anh em nhá, sạc 2-3 tiếng anh em có thể chơi được 7-8 tiếng đồng hồ anh em nhá, rất phù hợp cho anh chơi đồi núi anh em ạ. Sau tôi không nói nhiều nữa, tôi sẽ hướng dẫn cách sử dụng nó như nào. Bắt đầu anh em đi chơi, anh em sẽ khởi động nguồn lên để nó lập trình lại những cái tiếng nhảy của quân anh em nhá. Anh em lưu này, cái sắp xong cứ nảy quân nào nó sẽ báo anh em nhá. Tôi quay clip ạ, thì tôi sẽ để ra cái bát này để cho anh em nhìn vào cái đèn này và nháy nhó như thế nào và rung nó như nào. Còn nó tí nữa tôi đúc vào người ạ, rung chỉ mình biết thôi, người ngồi cạnh không thể biết được anh em nhá. Vì về mặt vị nào sẽ rung mặt vị đấy này. Đây, đèn nhé một cái và zoom một cái, tất nhiên nó là lẻ rồi anh em nhá. Sau tôi không nói nhiều nữa, tôi sắp thử nó cho em vài ba tiếng bạc này. Cứ cái sắp sau, cái này sau này, nghe bộ quân nhảy nó sẽ thu được hết những tiếng nhá. Còn tiếng người nó không bao giờ thu được anh em ạ. Nhé một cái, tất nhiên là lẻ rồi. Đánh 500 triệu vào lẻ này, mở này, không bao giờ xài. Chồng quân hay chồng vị, máy đều đưa ra kết quả anh em nhá. Tiếp này, anh em để ngang hay để dọc được hết, nó sẽ thu được hết tiếng quân anh em nhá. Nháy hai cái và rung hai cái, tất nhiên là chắn rồi. Đánh 1 tỷ vào mặt chắn cho tôi, mở này, không bỏ xài, tứ chắn anh em này. Tiếp này, đồ đạc rất chuẩn chỉ anh em nha. Anh em nhanh tay alo số điện thoại trên màn hình để tư vấn cụ thể hơn anh em nha.
vẫn nháy hai đèn, tất nhiên trong bát trong đĩa tất nhiên chắn rồi, đánh 1 tỷ mà chắn bán chắn này, ai đắt tiếng này chỉ có ra đều mà thôi, mở không mà xài sốc đôi đấy anh em này. Qua vài tiếng bạc à, tôi để ra cái bát này để cho anh em nhìn cái độ nháy của nó và cái rung nó như thế nào. Bây giờ tôi sẽ đúc vào người, rung chỉ mình biết thôi, người ngoài cạnh không thể biết được anh em nhá. Tôi đúc luôn vào người, tôi đánh thử luôn cho anh em này. Sấp hai sóc tiếp này, anh em để ngang hay để dọc đều được hết anh em nhá. Máy báo rung một rồi, rung chỉ mình biết thôi, người ngoài cạnh không thể biết được. Đánh 1 tỷ và lẻ này, mở này, không bỏ xài ba đen này anh em này. Tiếp này, máy báo rung hai rồi, trong bát trong kia tất nhiên sấp hai rồi, đánh cả 1 tỷ và sấp hai rồi, chắc này anh em này, mở này, không bỏ giờ có chuyện xài anh em nhá. Tiếp này, máy báo rung một rồi, cứ gần cái sóc xong ạ, những cái bộ quân nó nhẹ xuống nó sẽ thu âm được tất cả nha anh em nhá. Đánh 1 tỷ vào lẻ này, mở này, không bao giờ sai anh em nhá. Kỷ niệm cho anh em một tiếng bạc nữa này, máy báo rung hai rồi, cứ gần cái sóc xong ạ, đặt xuống ạ, những cái bộ quân nó nhẹ nó sẽ thu âm được nha anh em nhá. Đánh 1 tỷ vào chắn này, mở này, ai đắt tiếng này chỉ có ra đêm mà thôi, mở. Anh em thấy độ chuẩn xác của cái máy thu âm quân vị như nào rồi anh em ạ? Anh em đi chơi chỉ cần cầm cho tôi đúng một dụng cụ, đó là cái máy thu âm quân vị này đi, bát đĩa quân cán hoàn toàn là sai chín là anh em biệt được người ta anh em nha. Bây giờ tôi sẽ để ra bát này để tôi hất tiếp để cho anh em cảm nhận cái đèn và cái độ rung của nó như nào anh em nha. Anh em nhìn thấy chưa, nháy một cái và rung một cái tất nhiên là lẻ rồi, cứ về mặt vị nào nó hất lên nó đã được lập trình rồi, tất nhiên nó sẽ báo chuẩn anh em nha. Anh em nào có nhu cầu mua hàng xin liên hệ số điện thoại trên màn hình, nhà mình có hai cơ sở, bến xe Mỹ Đình hoặc bến xe Gia Bát. Anh em nào gần đâu đến nhà thử hàng trực tiếp. Bây giờ tôi sẽ đập bát và đập đĩa và xé quân cho anh em 100% là sai chín anh em nha. Tôi khẳng định luôn, đồ độc quyền chỉ nhà tôi có anh em nha. Đây tôi khẳng định luôn 100% là sai chín anh em nha. Anh em mua hàng cầm quân cán và bát đĩa đến hàng thử hàng trực tiếp anh em nha. Anh em này 100% là sai chín anh em nha. Anh em này 100% là sai chín anh em nha. Cảm ơn em xem clip. Chào anh em, hôm nay mình lại ra video mới để giới thiệu cho em cái đồ mới nhất hiện nay dành cho môn đánh sóc đĩa bịp. Nhưng anh em đang thua tha, xa bờ, muốn vào bờ an toàn hoặc muốn lấy lại gì đã mất, hãy cùng tôi trải nghiệm video này xem có lấy lại gì đã mất không anh em nha. Ngày xưa anh em biết rồi, anh em muốn bịp người ta vào những cái sòng cái sới, anh em bắt buộc phải luồn những cái bộ vị không tang vào hay là cái đĩa hình, cái bát hình vào. Nhưng bây giờ người khôn của khó rồi, luồn những cái bộ vị không tang vào hay là bát hình, cái đĩa hình nó rất khó anh em nha. Những cái ưu điểm và nhược điểm anh em lưu ý này, nhà tôi đã thiết kế ra cái máy nhận diện laser này. Với cái máy nhận diện laser này, anh em cho tôi một điều cực kỳ quan trọng nha, bát đĩa quân vị hoàn toàn là xanh chín anh em nha. Anh em lưu ý này, anh em chỉ cần biết địa phương anh em chơi quân gì thôi, thăng long hay villa, quân đóm, quân bài, quân tú đều hết, nó sẽ nhận diện được màu của các loại quân anh em nha. Anh em biết là sòng sới anh em chơi quân gì thì anh em nhận diện trước ở nhà đi. Anh em mua quân là quân ở ngoài tà tạp hóa nhá, cứ giống hệt quân sới là anh em chiến thắng anh em nhá. Anh em hiểu về cái máy nhận diện laser này dùng hoàn toàn pin tiểu, anh em biết pin tiểu rồi, chơi nhất 1 đến 2 ngày hết pin anh em nhá. Dung là dung trực tiếp lên cái máy này, không phải qua bất cứ bộ phận nào cả, lẻ nó sẽ tự khắc dùng cái, sấp hai nó dùng hai cái và tứ tử nó không dùng anh em nhá. Sau tôi không nói nhiều nữa, tôi sẽ vào test thử luôn cho em vài ba tiếng bạc. Đầu tiên tôi sẽ kiểm chứng cho anh em bát đĩa quân vị hoàn toàn là xe chín anh em nhá. Anh em mang bát đĩa quân vị đến cửa hàng tôi thử hàng trực tiếp, nhà mình ở bến xe Mỹ Đình hoặc bến xe Gia Bát anh em nhá, ở Sài Gòn ra bến xe miền Đông. Ví dụ ở địa phương tôi thường thường chơi quân tú anh em nhá, tôi sẽ lấy một lá bất kỳ anh em nhá, ví dụ sới đang chơi quân tú đi anh em nhá, đây sới chơi quân tú của tú đi anh em nhá. Bây giờ tôi sẽ bật lên máy lên á và khởi động á, đây cái laser của nó, anh em đi chơi anh em ở nhà anh em bật trước đi. Tôi sẽ mua một lá, một cỡ bài giống hệt ở ngoài ngoài hàng tạp hóa giống hệt sới anh em nha. Tôi chuyện bất cười đúng cái màu giống của nó nha anh em nha. Anh em đặt lên máy khoảng 5 đến 10 giây nó sẽ nhận diện được cái màu của quân anh em nha. Cứ khoảng cách 2 mét rưỡi hết về nó sẽ rung anh em nha, lẻ rung và sấp hai rung hai cái tư tưởng rung. Quân bài hay quân tú, quân thăng năm hay quân đóm đều hết anh em nha. Đây 5-10 giây nó đã nhận diện được hết rồi, anh em nhận diện ở nhà đi và anh em tắt cái đèn laser để đi anh em nha. Dung là dung trực tiếp với nó. Tôi quay video ạ, tôi sẽ để ra cái bát để cho anh em nghe và cảm nhận của tôi. Còn đầu tiên tôi đúc vào người chỉ không mình tôi biết anh em nha. Bây giờ tôi cắt lá bài của sới này anh em này. Ví dụ anh em chơi quân thăng long
thì anh em nhận diện trước ở nhà đi. Anh chơi villa hay chơi quần đóm thì anh em nhận diện trước ở nhà đi anh em nhá. Cứ đến bật cái máy lên là anh em có thể chơi anh em nhá. Tứ tử không có màu nào thì nó sẽ không rung anh em nhá. Lẻ ba tiên hay ba trắng nó thiếu một màu nó sẽ rung một cái. Sấp hai sự chinh nghịch nó sẽ rung hai cái anh em nhá. Ba đen hay ba trắng nó đều rung một cái anh em nhá. Tứ tử không màu nào nó sẽ không bao giờ rung anh em nhá. Sau tôi không nói nhiều nữa, tôi sắp thử nó cho anh em vài ba tiếng bạc anh em nhá, để cảm nhận được anh em nhá. Anh em nào có nhu cầu cứ alo trực tiếp mình tư vấn cụ thể, số điện thoại trên màn hình anh em nhá. Máy báo rung một rồi, trong ba trong đĩa tất nhiên là lẻ rồi, đánh cả 1 tỷ và lẻ mở này, không mà sai ba trắng anh em này. Anh em lưu nhá, quân nặng được, bát đĩa nặng được, quân vị hoàn toàn là xây chín, bát đĩa hoàn toàn là xây chín anh em nhá. Cứ khoảng cách 2 mét rưỡi hết về được, ai làm cái ai sóc cái được anh em nhá. Máy vẫn báo rung một, tất nhiên là lẻ rồi, mở này, ba trắng lên ba đen này, chồng quân lên chồng vị, máy đều đưa ra kết quả anh em nhá. Tiếp này, máy báo cũng rung rồi, trong bát trong đĩa tất nhiên là tứ tử rồi. Tôi không biết anh tứ tử đen hay tứ tử trắng, đánh 50 triệu vào Senko tứ tử, mở đây tứ tử trắng này anh em này. Qua vài tiếng bạc tôi để ra bát rung để cho anh em nghe và cảm nhận, bởi tôi đúc luôn mọi người chỉ mình biết thôi, cứ khoảng cách từ 2 mét rưỡi hết về là được anh em nhá. Tiếp này, anh em nhìn đây, quân nặng được, thăng long hay villa, quân bài, quân tú đều hết, quân hoàn toàn là xanh chín anh em nhá. Máy báo rung một rồi, trong bát trong đĩa lại là lẻ rồi, đánh 500 triệu vào lẻ này, mở đây không bạn sai ba trắng anh em này. Tiếp này, kỷ niệm cho anh em vài ba tiếng bạc. Anh em là có nhu cầu alo trực tiếp mình tư vấn cụ thể hơn anh em nhá. Máy báo rung hai rồi, bạc đi rồi, tất nhiên trong bát trong đĩa sấp hai rồi, đánh cả 1 tỷ sấp hai, mở này không bao giờ có chuyện sai anh em nhá. Anh em đi nhá, quân nặng được, thăng long hay villa, quân tú, quân bài hết anh em nhá. Kỷ niệm cho anh em tiếng bạc nữa này. Máy báo rung một rồi, trong bát trong đĩa tất nhiên là lẻ rồi, đánh cả 1 tỷ và lẻ này, mở này không bà sai ba đèn này anh em này. Bây tôi để ra cái bát để tôi lập quân tiếp để cho anh em cảm nhận được anh em nhá. Ví dụ số 2 nó sẽ dùng hai cái để chinh lịch anh em này, ba đen đây ba trắng nó đều dùng một cái này. Anh em thấy độ chuẩn xác của cái máy laser nhận quân viện như nào rồi. Anh em nào có nhu cầu liên hệ trực tiếp xuống tại trên màn hình anh em nhá, để được tư vấn cụ thể. Anh em lưu nhá, quân nặng được, thăng long hay villa, quân bài của được hết. Anh em chỉ cần biết chỗ chơi anh em chơi con gì thôi, anh em nhận diện trước ở nhà đi. Độ chuẩn xác của nó là 98-99% anh em nhá. Cảm ơn xem clip.